Xin chào anh chị nhà đầu tư nha. Chào mừng anh chị quay lại với kênh Thái Sơn Investment. Thị trường ngày hôm nay chúng ta tiếp tục là kịch bản, nó cũng là một cái sự đảo chiều giống như cái phiên ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm qua đảo chiều từ đỏ lên xanh, còn hôm nay đảo chiều từ xanh thành đỏ. Đấy. Thì cái thị trường ngày hôm nay thì nhìn chung cái nguyên nhân là chúng ta thấy là cái chứng khoán thế giới, đúng không ạ? Cái chứng khoán thế giới ngày hôm nay đỏ rất là mạnh. Đấy, đêm qua đã đỏ mạnh rồi, cả trong phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là đấy, chỉ số Dow Jones qua giảm 700 điểm rồi, ngày hôm nay những cái chỉ số như Nikkei, đấy, chứng khoán Nhật Bản, chỉ số Nikkei giảm 700 điểm 2,5%. Đấy, rồi là chúng ta Trung Quốc này, Trung Quốc giảm 1% hết. Hang Seng thì giảm 1,67%, nhưng mà không phải là những cái mới giảm ngày hôm qua, mà những cái này là có quá trình nó liên tục mấy phiên rồi. Đấy. Anh chị thấy không? Thấy chạc có đi Dow Jones là tức là hôm trước là tạo đỉnh vùng 35.000 và đến ngày hôm qua là chỉ còn có 33.500, đúng không ạ? Tức là giảm 1.500 điểm. Đấy, và xuyên thủng những cái đường hỗ trợ luôn. Nó tính từ đây giảm về bao nhiêu rồi? 4%. Đúng không ạ? Đấy, và những cái thị trường khác cũng như vậy thôi. Chúng ta xem những cái này, Hang Seng này, đúng không ạ? Rồi chúng ta có Nikkei, Nikkei cũng giảm này, 3 phiên thẳng đứng liên tục. Đấy. Đây là chứng khoán của đi chỉ số của Đức nha anh chị đó, hồi Hàn Quốc, đúng không? Thì như vậy chúng ta thấy cái việc mà chứng khoán thế giới giảm như vậy mà thị trường của chúng ta là ba phiên gần đây chúng ta vận động như thế này, nhìn chung là nó rất bình thường, và đây chỉ là cái thể hiện cái áp lực chốt lãi thôi, đúng không? Áp lực chốt lãi tại vì chứng khoán thế giới xấu quá mà nhà đầu tư họ đang có lãi, họ đang cầm cổ phiếu có lãi. Những nhà đầu tư mua cổ phiếu mà đã có hàng ngày hôm nay thì đa phần là đều đang có lãi. Ví dụ những cái dòng ngân hàng, những cái dòng chứng khoán, những cái dòng dầu khí thì anh chị thấy là đều là đang cái vị thế có lãi chứ đâu phải là lỗ đâu. Thì khi mà chứng khoán thế giới mà xấu như vậy thì họ sẽ xu hướng gì? Họ sẽ bán ra, đúng không? Bán ra thực hiện hiện thực hóa cái lợi nhuận thôi. Đấy, nên là ngày hôm nay chúng ta mua giá sập thì là chúng ta sai. Không nên mua vào ngày hôm nay, và đặc biệt là mua đuổi về giá xanh trong cái bối cảnh chứng khoán thế giới như vậy, và chúng ta mua trên gọi là cái phần lời của người khác, đúng không ạ? Đấy, hôm nay là cái hàng T3 về của cái phiên là chúng ta phiên ngày 10 tháng 5 là phiên đầu tuần. Đấy, đầu tuần thì Sơn có những cái khuyến nghị là những cái cổ phiếu mua ví dụ như là CTG, đấy, rồi MBB, thì ngày hôm nay là đều hàng STB, ngày hôm nay cổ phiếu đều về và lợi nhuận rất là tốt, đúng không ạ? Rồi những cổ phiếu dòng chứng khoán VCI. Đấy. Cái danh mục hôm trước là Sơn có chia sẻ trong cái phiên 10 tháng 5 này. Nó cũng không có. Và cái danh mục này CTG, MBB, STB, ACB lợi nhuận tốt cả. VCI, LTGH, mà có FPT và MBG là nó chậm thôi. Đấy. Tăng không đáng kể thôi. Còn lại là chúng ta đây là phần lợi nhuận là ít nhất thì cũng phải 7 đến 8% đây, và thậm chí có những mã mười mấy phần trăm, mười mấy phần trăm. STB là chúng ta thấy là từ cái vùng đấy. Ngày T3 về là chúng ta thấy là từ vùng 20 dưới 24, đúng không? Dưới 24 mua, bây giờ ngày hôm nay là 27, đấy, mười mấy phần trăm mà chỉ trong T cộng 3 thôi. Đấy, thì những nhà đầu tư như vậy thì họ có chốt lãi không? Họ sẽ chốt lãi đó. Đấy, việc quá bình thường nên gì, nên là chúng ta nếu mà chúng ta để ngày hôm nay chúng ta mới mua, hoặc là chúng ta hưng phấn, hoặc là chúng ta gọi là chúng ta đảo hàng cũng là sai. Nói chung cái vị thế ngày hôm nay mua là sai, đúng không ạ? Và cái điều này Sơn có nói với anh chị không? Có nói với anh chị trong cái video ngày hôm qua nha, anh chị có thể xem lại cái video ngày hôm qua. Sơn nói không, hôm nay là hầu như không có những cái điểm mua, tại vì đa phần những cổ phiếu ngân hàng rồi chứng khoán rồi thậm chí những cổ phiếu đi từ phía dưới lên khá là yếu như là dầu khí thì cũng đã tăng rồi, rất nhiều nhóm mid cap, các ngành nghề cũng tăng rồi. Đấy,
thì chúng ta sẽ không mua trong phiên ngày hôm nay, mà phiên ngày hôm nay là cái phiên để chúng ta hạ tỷ trọng, đúng không ạ? Hạ tỷ trọng, hạ margin. Đấy, thì hầu như là Sơn cũng có khuyến nghị đầu phiên là thế giới giảm thì đầu phiên chúng ta chỉ gọi là chúng ta có thể là chúng ta gia tăng trên hàng có sẵn, tức là chúng ta sẽ mua như thế nào, mua đầu phiên thì nó giá đỏ đúng không, có giá đỏ mà chúng ta mua giá đỏ để sau đó chúng ta bán lướt hàng có sẵn, đúng không ạ? Phiên cổ phiếu này STB hầu như cái danh mục này đều chạy rất là mạnh, nhưng phiên qua STB, Techcombank, CTG, MBB, có MBB là kém nhất, đúng không ạ? ICB thì cũng cũng không có tăng nhiều đâu. Đó thì là chúng ta làm hành động ngày hôm nay là chúng ta chỉ nên là ai dùng margin cao, đòn bẩy cao thì chúng ta sẽ bán chốt lời bớt để chúng ta trả cái tiền margin để tránh cái rủi ro khi thị trường điều chỉnh. Thì cái này Sơn đã dặn anh chị rất kỹ trong cái video ngày hôm qua, đúng không ạ? Nên là cái việc ngày hôm nay mà thị trường có như về cuối phiên, như về cuối phiên nhiều anh chị mới sợ quá thôi, nó chứng khoán thế giới rơi mấy phiên liên tục rủi ro quá, thị trường này kia bắt đầu mới đi bán. Nhưng mà có khi anh chị bán như vậy là gọi là vào cái thế bán là chúng ta bán giá thấp, đúng không ạ? Chúng ta không còn cái vị thế chủ động để chúng ta chốt lại đầu ngày nữa. Đấy, ví dụ Techcombank sáng nay có 49 gần 50, chúng ta không chốt lời bớt mà chúng ta chờ về cuối phiên ATC chúng ta bán còn có 48, nhưng mà mất rất nhiều. Đấy, rồi rất nhiều cổ phiếu như vậy tăng mạnh trong phiên rồi chúng ta không lo, chúng ta đã có kế hoạch chúng ta hạ tỷ trọng, chúng ta chốt bớt, hạ margin thì chúng ta không bán lúc xanh mà chúng ta còn chờ lúc đỏ chúng ta bán. Còn cái việc mà chúng ta đua hưng phấn mua ngày hôm nay, thứ nhất có những cái người đua là thứ đua hưng phấn là như thế nào? Thứ nhất là không có hàng là ngày hôm nay đi mua này, rồi lại là bán cổ phiếu này, chốt được cổ phiếu này lại chạy sang mua cổ phiếu khác. Ủa, thì cũng như vậy thôi, thị trường cái đảo chiều nó đảo chiều chung mà, đảo chiều về cuối phiên, đảo chiều chung cả thị trường đều chúng ta thấy đều có áp lực bán và các cổ phiếu đều không thể đóng được cái mức giá cao nhất trong phiên. Đấy, và đều tuột lại cả những cái nến, là chúng ta hình thành những cái nến giống như là những cái nến như STB, đúng không ạ? Đấy, rồi Techcombank đều có cái sự đảo chiều. Và một thêm là thậm chí có những anh chị có hàng rồi nhưng mà chúng ta lại thấy là thị trường tăng, cổ phiếu chúng ta tăng, chúng ta lại nở margin, nở sức mua ra, chúng ta lại tiếp tục mua. Đấy, mua giá cao xong cuối phiên lại chỉ còn giá thấp thôi. À, chúng ta thiệt hại ngay trong phiên. Đấy, và có khi ngày mai là chúng ta lại tính đường chúng ta bán, đúng không? Vì tỷ lệ chúng ta cao, ôm nhiều cổ phiếu quá thì mai lại sợ lại bán ra. Nhưng mà anh chị lưu ý, đây là cái nhịp chúng ta thấy là do chứng khoán thế giới ảnh hưởng. Đấy, và chỉ cần chứng khoán thế giới phục hồi trở lại thì thị trường chúng ta nó sẽ ổn định lại ngay thôi, không vấn đề gì. Đấy, chúng ta như mấy ngày hôm qua là rất là Sơn đánh giá rất là khỏe chứng khoán, chỉ số Dow Jones đi rơi 4% mà anh chị. Đấy, rồi những cái chỉ nước khác là đều còn 4-5% cả, mấy ngày đấy, giảm mấy ngày liên tục là đều ở mức 4-5% trở lên cả. Chúng ta đi gọi là đi ngang, đúng không? Đây những cái phiên này đấy. Hôm qua thì chỉ giảm xong hồi và phục hồi mạnh về cuối phiên, ngày hôm nay tăng sau đó là cũng có thể là cuối phiên là đóng cửa thấp như bình thường thôi. Để chúng ta đầu phiên mở cửa 63, cuối phiên đóng cửa 62 thì cũng đâu có gọi là mất đi nhiều, chỉ là chúng ta đừng có mưa hưng phấn trong phiên thôi. Còn nếu mà ngày mai chúng ta lại lo sợ thì có khi chúng ta lại bán ngay một cái nhịp đáy mới của thị trường nữa. Thị trường đoạn này là đoạn là hấp thụ những cái lượng hàng chốt lại. Đấy, và chúng ta thấy lực cầu rất là khỏe. Đấy, lực cầu rất là khỏe. Khi có những cái lệnh bán xuống là luôn có những cái sự hấp thụ rất là mạnh. Và một cái lý do nữa Sơn cho rằng thị trường, nếu mà có ý kiến cho rằng thị trường phân phối hay tạo đỉnh thì Sơn cho rằng là chưa. Tại vì sao? Tại vì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu trụ hầu như là đều giai đoạn vừa qua là gọi là đè nén thị trường. Vietcombank, Vinhome, VIX, đúng không ạ? Vinamilk đè nén thị trường thôi, VRE, tức là những cái nhóm này chưa hề tăng, chưa hề có cái sự hưng phấn nóng ở những cái nhóm này, và những cái nhóm này mới là những cái nhóm kéo điểm số. Nên là chúng ta thấy là thị trường nó đang ở kháng cự 1270, 1275, 1285 gì đó chẳng hạn, thì có thể sẽ đến đấy, đến thời điểm những cái trụ này gọi là bùng nổ lên để mà chúng ta
rách được cái kháng cự này nha anh chị. Đó, anh chị lưu ý nha. Đấy, khi cần là sẽ có những cái tín hiệu từ những cái nhóm trụ này và thị trường sẽ rách ra cái ngưỡng cản này. Đấy, và đi lên hướng đến những cái vùng cao hơn 1.300, 1.350 chẳng hạn. Nha. Đấy, nên là chúng ta lưu ý đoạn này là chúng ta chỉ có hạ tỷ trọng bớt về chúng ta margin thôi, chứ còn không lý do chúng ta phải bán sạch cổ phiếu, bán xong chúng ta không mua lại được, hoặc là chúng ta sẽ bị động về cái vị thế, đúng không ạ? Chúng ta cứ ham gọi là lướt để bán xong rồi ngày mai giảm mua lại, nhưng mà chúng ta sẽ gọi là cái hàng chúng ta sẽ không có sẵn. Đấy, quan trọng bây giờ chúng ta phải có lượng cổ phiếu sẵn trong danh mục đó, và chúng ta ưu tiên là chúng ta gồng lại, chỉ là chốt thì chốt bớt cái phần những cái phần margin cao, chúng ta hạ bớt dần tỷ trọng khi thị trường đi lên, để mà khi mà thị trường có điều chỉnh chúng ta vẫn an toàn và chúng ta thoải mái về tâm lý, thậm chí chúng ta sẽ có một cái sức mua để mà chúng ta có thể chúng ta mua, gọi là mua trên những cái hàng có sẵn khi mà những cổ phiếu điều chỉnh đấy, chúng ta sẽ mua những cái cổ đấy. Ví dụ Techcombank mà hôm nay chúng ta bán được cái vùng trên này thì ngày mai, tất nhiên là với cái vị thế hàng lướt thôi anh chị, hàng lướt chúng ta đã hạ tỷ trọng đó, thì ngày mai ví dụ dưới vùng 48 này chúng ta có thể xem xét, chúng ta giải ngân lại, đúng không? 47 gì đó, nếu mà thậm chí giảm về 47 thì chúng ta sẽ giải ngân lại, những cái dư địa những cổ phiếu này nó vẫn còn. Đấy, hầu như là chúng ta thấy đoạn vừa qua là Techcombank chạy rất mạnh, đầu tiên là VPBank, đúng không ạ? VPBank, sau đó chúng ta thấy những cổ phiếu như là Techcombank dẫn dắt, STB đấy, rồi ngày hôm nay là CTG có phải Sơn phân tích với anh chị rất là nhiều, đúng không ạ? Đoạn những cái vùng này Sơn có khuyến nghị để chúng ta phải canh mua, đúng không? Và ưu tiên trong những cái ví dụ phiên đầu tuần, phiên ngày 7 tháng 5, đúng không? Không, chúng ta canh về cái phiên này, phiên những cái nhịp điều chỉnh đấy. Thì còn cái nhịp này thì CTG thì Sơn khách hàng của Sơn thì vào từ cái phiên này rồi, cái phiên này đấy, tức là mua khi cổ phiếu nó điều chỉnh về hỗ trợ, nó rủ về hỗ trợ thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mua, hoặc là cái phiên này đấy, phiên này ngày hôm qua thì cũng tập trung về mua về CTG, ngày hôm nay tăng mạnh luôn đấy. CTG ngày hôm qua Sơn đã dự đoán anh chị, CTG 45 ATC ngày mai sẽ rip mặt. Hôm nay CTG là cái cổ phiếu dẫn dắt dòng ngân hàng nha. CTG giá đỏ tham gia dần nha anh chị. Đó. Dưới 44 rồi mua được nha. Ngày hôm qua. Đó thì chúng ta cứ tập trung vào những cái danh mục, những cái cổ phiếu của chúng ta thôi. Đoạn này chúng ta cũng đừng gọi là chúng ta nhảy nhót linh tinh, đừng có bán hết xong rồi chúng ta lại chạy sang chúng ta đi mua lòng vòng, và chúng ta thấy là thị trường nó luân phiên, ví dụ dòng ngân hàng nó sẽ đánh luân phiên, Techcombank, VPBank, Techcombank, STB đấy, rồi lại đến CTG, thì có thể một giai đoạn tập sắp tới là chúng ta có thể sẽ đến những cái cổ phiếu như MBB thì chưa có tăng quá nhiều, đúng không? Chưa tăng quá nhiều, tiềm năng thì vẫn có, nhưng mà MBB vẫn chưa tăng quá nhiều. Đi từ đây vừa vượt đỉnh được một tí thôi, đỉnh thì chúng ta vùng 32, hiện tại giá 3295, tức là chúng ta chưa có chạy nhiều, chưa tăng nhiều đấy, vẫn còn dư địa. Nên là ví dụ những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp tích lũy sắp tới thì chúng ta lại chú ý về những cái cổ phiếu như là kiểu như thế này, vì chúng ta thấy là Techcombank, đúng không ạ, cái nền giá 40 chạy lên gần 50, tức là chúng ta tăng gần 25%, đúng không ạ? STB cái nền giá vùng 21, 22 thì tăng lên tới 27, cũng tăng rất mạnh. Đó. Và CTG là chúng ta nền giá 40, đúng không ạ? Thì có thể những phiên tới sẽ có 48, 50. Đấy, đó dự đoán của Sơn nha. Đấy, nền giá. Đoạn trước là chúng ta tích lũy ở đây vùng 40, thì chúng ta cho cái nền giá mới nhất là nền giá vùng giá 42 đi, đúng không ạ? Thì tích lũy đỉnh cũ 42, 43 nè, đúng không ạ? Khả năng là ít nhất cũng sẽ lên được 48-50 ở trong cái nhịp chạy ngắn hạn này, và thậm chí hơn, sau đó còn hơn. Đó, chúng ta tập trung đánh những cổ phiếu này, chúng ta linh hoạt thôi, linh hoạt trong cái sử dụng vốn thôi. Còn ngày mai nếu mà đỏ điểm thì Sơn cho rằng không phải là cái phiên mà để chúng ta bán nữa. Ngày hôm nay thì cũng không nên là chúng ta mua, nhưng mà ngày ưu tiên là chúng ta hạ bớt tỷ trọng, chúng ta hạ bớt margin, nhưng mà ngày mai thì cũng không nên bán giá đỏ,
yếu tố thị trường nó gọi là chưa có vấn đề gì xấu cả, khối ngoại họ vẫn bán rất rất mạnh, anh chị lưu ý khối ngoại bán rất mạnh nhưng mà cái thị trường nó rất khỏe, dòng tiền vào thị trường rất khỏe anh chị. Nên chúng ta thấy dòng tiền về tăng điểm giảm điểm nó cũng không có chênh lệch nhiều, số mã tăng thì số mã giảm nó nhiều hơn đúng không ạ, cái dòng tiền nó cũng không có chênh nhiều lắm đâu, 8.000 tỷ, 11.000 tỷ không chênh nhiều. Nước ngoài thì bán ròng rất mạnh, bán những cổ phiếu như CTG, HPG, đúng không? Tự doanh thì hôm nay là bán ròng nhẹ trong 10 tỷ, hôm qua thì mua ròng mạnh. Thì hôm nay tăng thì ví dụ có giá xanh thì họ lại chốt lời bớt, thì họ cái chiến lược của họ cũng đánh như vậy đúng không? Nhưng mà ngày mai nếu mà chúng ta đỏ điểm mà chúng ta lại vác hàng ra chúng ta bán giá thấp thì có thể họ sẽ mua lại. Nên là đoạn này là chúng ta phải làm sao phải luôn có lượng hàng có sẵn và chúng ta phải gồng lãi thôi, ưu tiên gồng lãi thôi. Chốt thì chốt bớt cái phần margin đấy cho nó an toàn về tỷ lệ, và khi mà nó giảm thì chúng ta có sức mua, chứ còn không có có nên bán hết nhiều cổ phiếu như đấy là luôn tạo cứ đi lên đúng không, hay là đi lên mà luôn có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, cứ chỉnh một vài phiên thì bắt đầu lại tích lũy xong rồi lại chạy tiếp. Đó là cổ phiếu như dòng thép, chúng ta thấy là dòng thép rồi dòng ngân hàng đúng không, rất rõ luôn. Dòng thép thì đoạn này thì Sơn cho rằng là chưa có một cái điểm mua mới, tức là đoạn vừa rồi tăng nóng thì chúng ta có bán hạ margin đấy thì nó sẽ phù hợp hơn, chứ còn tất nhiên là chưa có yếu tố gãy trend thì chúng ta cũng chưa nên bán hết, không nên bán hết những cổ phiếu dòng thép, chưa có một yếu tố nào, chưa một tín hiệu nào là gãy trend, chưa có một cái xấu đi rõ ràng nào cả. Đây là giai đoạn tăng nóng xong rồi cần phải điều chỉnh, cần phải tích lũy lại thôi. Nên là chúng ta thấy là kể cả những lúc mà thị trường xanh, những cổ phiếu ngân hàng kéo mạnh thì dòng thép cũng chưa thể tăng tốc trở lại, tại vì chúng ta đã có một cái đoạn tăng tốc, một đoạn chạy mạnh trước đó rồi, thì bây giờ cần thiết là một cái nền giá mới đúng không ạ, nó sẽ tương tự như cái giai đoạn này anh chị theo SG là tăng rất mạnh lên thì đấy, sẽ cần một thiết lập một cái nền giá đây, thì giai đoạn này nó sẽ phải linh sinh, nó tích lũy để mà tiếp tục đi lên. NKG các anh chị, SG cũng vậy, một cái đoạn chạy mạnh lên là phải tích lũy này, tích lũy tăng rũ bỏ test lại tiếp tục chạy nước rút đúng không ạ. HPG này cũng vậy, cũng có một nền tích lũy dài, tích lũy thêm một nền nhỏ ở đây xong rồi giai đoạn chạy mạnh đấy. Thì HPG đó, thậm chí đoạn này chúng ta thấy không, tăng xong bắt đầu rủ hai phiên rất mạnh nhưng mà tích lũy xong lại tăng tiếp, thì như vậy những cái nến này chúng ta cũng thấy chưa và vấn đề gì, chưa gọi là dòng thép chưa phải là xấu đâu. Để gọi là tạo đỉnh và phân phối thì chúng ta cần một những cái sự xác nhận, còn chưa gãy, chưa gãy. Tất nhiên là dòng thép thì nó đang là cái hạn chế của thị trường, là nó đang bị ảnh hưởng nên là tâm lý, nên là cái thị trường nó cũng gọi là gặp những sự rung lắc luôn, rung lắc điều chỉnh nhất định, đó là cái áp lực chốt lời bình thường thôi. Dòng ngân hàng cũng vậy đấy, Techcombank ví dụ tăng mạnh như vậy thì càng lên cao vậy, mà với cái nền chưa có đủ cái độ tích lũy ở đây thì có điều chỉnh và tích lũy lại thì rất là bình thường. Hôm nay thì chúng ta thấy những cổ phiếu như SHB này vẫn tăng trần, hoặc là chúng ta có cổ phiếu Eximbank, tức là vẫn có những ngân hàng tăng rất mạnh. Sóng ngân hàng và thép là vẫn là những cái sóng rất mạnh. Eximbank đấy, còn trụ chúng ta nhìn quanh là Vietcombank chưa tăng gì cả đúng không ạ, vẫn đang đè thị trường đấy, Vinhomes vẫn đang đè thị trường, Vic đè thị trường, Vinamilk đấy, cổ phiếu này chúng ta thấy riêng cái nhóm này thôi chúng ta thấy là thị trường nó gọi là chưa có gọi vào một cái giai đoạn là phân phối tạo đỉnh được.
vì những cái nhóm này chưa có gọi là bùng nổ, đúng không ạ? Bùng nổ và tạo cái sự hưng phấn, những nhóm này mà tăng thì chúng ta thấy cái điểm số thị trường nó tăng rất là nhiều. CTG chúng ta thấy vẫn rất khỏe, hôm nay áp lực nước ngoài bán như vậy bình thường, đúng không? Và cuối phiên đóng cửa như vậy chúng ta rất dễ là thị trường chỉ cần ổn định trở lại, đúng không? Đấy. Điều chỉnh xong ổn định trở lại là cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng mạnh. Anh chị lưu ý nha, CTG này rất là tốt, đúng không ạ? Đấy, những anh chị đang có hàng là chúng ta ưu tiên chúng ta gồng lại chứ đừng có gọi là gọi thoát ra sớm nha, rất dễ mà chúng ta mất những cái siêu cổ. Đấy, chạy một cái đoạn như thế này như VPBank làm sao chúng ta vào lại được, như Techcombank làm sao chúng ta vào lại được. Đấy, tăng như thế này, đúng không? Như STB thì còn có thể, đúng không? Bán xong chờ cái đoạn tích lũy thì chúng ta vào. Đấy. Chứ còn mà như là chạy kiểu như là VPBank rồi Techcombank chúng ta không mua lại được luôn, luôn anh chị lưu ý nha. Còn hôm nay thì chúng ta thấy là nhóm chứng khoán thì cũng sẽ bị áp lực chốt lời thôi. Ví dụ SSI đang nói lên vùng đỉnh cũ này, có HCM vượt đỉnh này. Đấy, nhưng mà cũng không phải là điểm mua, tức là chúng ta đã có ví dụ tín hiệu mua là chúng ta mua ở phiên này thôi. Đấy, phiên nổ đầu tiên, còn phiên này phiên tăng tốc vượt đỉnh thì đấy. Những ai có hàng thì chúng ta nắm giữ thôi chứ còn hạ bớt tỷ trọng về margin thôi. Chứ còn mua mới thì cũng không nên mua. SHS thì cũng tương tự SSI là đi lên từ phía dưới đi lên và gặp cái cạn nó mạnh hơn, cần cái quá trình gọi là tích lũy, có thể là phải tạo nền rồi sau đó mới có một cái nhịp bứt tốc vượt đỉnh được. VCI vẫn là cái cổ phiếu mạnh, cổ phiếu mạnh có thể tích lũy một cái nền ở đây, chưa có gì xấu thì chúng ta thấy là cũng chưa cần phải là chúng ta thoát ra bán ra. Sơn vẫn đang nắm giữ cổ phiếu này. Đấy, VND thì cũng tiếp tục tạo nền thôi. Chúng ta thấy những cổ phiếu dẫn dắt của dòng chứng khoán này vẫn khỏe này. Đấy, thậm chí FTS là tăng trần. Đấy, hai cổ phiếu lead thì của là người thấy là sẽ có VND và VCI cũng đang rất khỏe nha. Đấy, thị trường nó vẫn ổn định thôi. Còn dòng dầu khí thì Sơn có lưu ý rồi, đúng không ạ? Dòng dầu khí chúng ta thấy là cái dòng này là một cái dòng nó đi từ phía dưới đi lên, tức là đã bị gãy đoạn rồi rồi, nên đoạn này chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta chốt lời thôi, tức là ai có mua được vùng giá thấp chốt lời, hoặc là ai kẹp thì chúng ta canh cơ cấu. Còn nếu mà nhà đầu tư mới muốn tham gia thì cái đoạn này chúng ta sẽ chưa vội vào cái dòng dầu khí này. Đó, đúng không ạ? Chạm những cái kháng cự là sẽ bị cái lực bán thôi. Cổ phiếu này nó sẽ chưa thể tăng tốc vượt đỉnh những đỉnh trước ngay được. Đó. Chúng ta chưa vội, chúng ta đánh cái dòng dầu khí giai đoạn này, đúng không? Những video trước Sơn có nói với anh chị rồi. Đấy. Nhiều cổ phiếu cũng không có những cái điểm mua. Đấy. Mặc dù chúng ta thấy nó tăng thì nó đẹp thôi, nhưng mà chúng ta cũng không có những cái điểm mua. Như DSG làm sao mà chúng ta mua được với cái vận động như thế này. Đó. Chúng ta sẽ chú ý đến nhưng mà sẽ giai đoạn sau. DIG đấy, chẳng hạn. Nó sẽ không mua, không tham gia. Nhưng cổ phiếu đi từ phía dưới đi lên như thế này nó sẽ gặp những cái áp lực cung ở trên cao khá là nhiều mà chúng ta nên chờ. Nhưng chúng ta cứ đánh những cái cổ phiếu gọi là nó dẫn dắt trước. Anh chị thấy là Sơn đánh là ví dụ dòng thần chỉ tập trung đánh về hai dòng, thứ nhất dòng thép là phát SG Nam Kim, đúng không ạ? Rồi dòng ngân hàng thì tập trung vào những cổ phiếu như Techcombank, rồi STB, rồi CTG, MBB. Đấy, ACB, những cổ phiếu như vậy thì chúng ta thấy là đâu quá trình đi lên của nó rất rất là mạnh, đúng không? Và nó ít những cái sự trở ngại. Còn chúng ta đánh những cái dòng cổ phiếu hoặc là những cái dòng cổ phiếu ở phía dưới á, đi lên nó gặp rất nhiều cái trở ngại trong quá trình đi lên. Đấy, chỉ phù hợp những ai mà mua vùng giá thấp, mình giá bắt đáy thôi thì chúng ta sẽ có cái lợi nhuận thôi, chứ còn sau khi cổ phiếu đã tăng hai ba phiên rồi, tính từ đấy ví dụ tăng 7-10% 15% rồi thì không còn cơ hội để chúng ta tham gia nữa, mà chúng ta phải chờ.
Thì đoạn này chúng ta cứ nắm giữ cổ phiếu, những cổ phiếu mà chúng ta có lợi nhuận tốt, thì hầu như những cái điểm mua mới thì Sơn thấy nó cũng không có nhiều, còn những cơ hội mới không có nhiều đấy, hoặc là phải chờ một quá trình nó tích lũy điều chỉnh, như nhiều cổ phiếu nó phải tạo nền nên anh chị. Chứ còn mua mới thì sao, chỉ không ưu tiên mua mới, chúng ta có nắm giữ danh mục thôi, gồng lãi thôi, những cổ phiếu chúng ta lợi nhuận tốt chúng ta gồng lãi, hoặc là khi nó điều chỉnh thì chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta mua lại những cổ phiếu mà chúng ta mua lại cái phần lượng mà chúng ta chốt giá cao. Chứ còn không có nên chúng ta gọi là mua nhiều danh mục, ví dụ danh mục Sơn đánh chỉ có, chỉ biết là chỉ có khoảng 5-6 mã thôi, rất là không có, còn nhiều anh chị thấy mua lan man mười mấy mã thì không, rất khó quản lý nha anh chị, rất khó quản lý. Khi thị trường có biến, chúng ta cũng biến động này, biến động lớn chúng ta cũng không xử lý được. Thì hiện tại bây giờ Sơn cũng có quan sát, thì cũng có thể chúng ta chú ý cổ phiếu MRG này, thì hôm nay Sơn thấy cũng khá ổn này. Cái nỗ lực ngày hôm nay thì giữ giá cũng vẫn tốt nha các anh chị. Giữ giá vẫn tốt, và những cái vận động chúng ta thấy là đang có cái nỗ lực phục hồi trở lại. Thì cổ phiếu này thì nếu mà ngày mai mà đóng cửa được, đóng cửa trên vùng, chúng ta chú ý là cái vùng 140 này, nhìn chung ngày mai nếu mà giá vượt 140 có thể anh chị chắc ăn hơn, thì chờ tầm khoảng 141, 142 đấy, 141, 142 thì chúng ta có thể mua một test, và nếu mình vượt được một vùng 43 này chúng ta sẽ gia tăng thêm. Đấy là cổ phiếu MRG. Quá trình test rồi điều chỉnh và của cổ phiếu này về lại những cái vùng hỗ trợ phía dưới này thì khá là ổn này. Chúng ta thấy ở đây có hỗ trợ gấp up, cổ phiếu này test về đây khá là ổn, tức là vùng khoảng 138, đúng không? Test về đây ổn và bắt đầu phục hồi trở lại. Thì với những cổ phiếu này thì chúng ta chưa vội chúng ta mua, tại vì chúng ta mua có chậm thêm một hai giá thì nó cũng không gọi là nhiều đâu, vì dùng những cổ phiếu này giá cao mà, thì chúng ta cứ chờ tín hiệu rõ đi. Tín hiệu rõ là Sơn nghĩ là nếu mà tham gia thì chờ cái vùng tầm khoảng tăng vượt hẳn vượt 40 này, 140 này lên 141, 142 chúng ta mua, và khi nó vượt được vùng 143 thì chúng ta vào vui. Đấy, thì nó cũng không có trên lệch nhiều đâu, cũng nó có cổ phiếu chưa có, tính ra là chưa có chạy nóng đâu. Thì tất nhiên là cái target của chúng ta nó phải vượt đỉnh cũ thì chúng ta mới đánh cái cổ phiếu này. Chúng ta chú ý là một điều G cũng được. Mình chờ rõ tín hiệu cũng mới mua nha. Như là Sơn nói là hiện tại cũng có cổ phiếu gác, nhưng mà bao giờ nó vượt được cái, ít nhất là vượt được cái mốc 264 này chúng ta bắt đầu chúng ta mới mua. Thì còn chưa có vội đâu. Ở nhà tạo lập họ chưa đánh, chúng ta vào sớm chúng ta sẽ bị chôn vốn, và chúng ta đôi khi chúng ta sẽ lỡ những cơ hội khác. Chúng ta đâu có một cái, chúng ta chỉ có một cũng nhiêu đó tiền thôi, nhưng mà thị trường nó có cả nghìn cổ phiếu, nên là chúng ta cứ chờ cái thời cơ nó chín mùi rồi chúng ta vào, nó không vội vàng gì cả nhé, lên kế hoạch thôi. Người dòng ngân hàng thì Sơn thấy còn có mã OCB thì cũng khá lộ. OCB đây là cái cổ phiếu này cũng bị gãy nền, gãy tích lũy nền hai đỉnh ở trên, đúng không? Gãy xuống và bắt đầu là phục hồi trở lại, và cái vùng này là cái vùng tạo nền này. Đấy. Đang có một cái nền tảng ở đây khá là ổn, phiên có một phiên dòng tiền đi vào. Định giá cổ phiếu này thì chúng ta thấy là vẫn còn chưa có cao, với nếu mà xét về chỉ số PE thì cũng chỉ là tầm khoảng 7 lần thôi. Đấy. Thì với cổ phiếu này thì chiến lược chúng ta mua cũng nên chờ cổ phiếu này nó break được hẳn cái vùng 24.3 này anh chị, cái vùng 24.3 này. Để chúng ta ở đây test một lần không thành công, 24.4 nha, 24.4 test một lần không thành công. Đấy. Ở đây thêm một ngày phía hôm nay cũng nỗ lực chưa thành công, thì bao giờ cổ phiếu này đánh break lên và đi kèm có một cái tín hiệu về khối lượng thì chúng ta sẽ tham gia nha. Cái tín hiệu về khối lượng tham gia. Đấy, và khi cổ phiếu này thì nó đã vào cái sóng thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là nó phải vượt được cái đỉnh cũ ở đây. Đỉnh cũ ở đây chạy hai đỉnh này.
Đây thì chúng ta chú ý về những cái cổ phiếu này, nhưng mà đạt điều kiện thì mới mua nha, nhìn chung thì không đạt thì chúng ta cũng không mua, tại vì giai đoạn này là chúng ta gọi là thị trường nó nhiêu mã nó đã vào sóng và nó chạy rồi, thì chúng ta sẽ mua những cái mã sau thì chúng ta phải chờ những cái tín hiệu nó rõ nét chúng ta mới tham gia, còn không thì chúng ta sẽ chờ những cái cổ phiếu leader nó điều chỉnh, nó tích lũy. Đấy, nó có nền tảng, ví dụ như sắp tới nếu dòng thép điều chỉnh, dòng thép tích lũy thì chúng ta lại có những cái cơ hội để mà chúng ta tham gia một cái nhịp mới đối với dòng thép, hoặc là những cổ phiếu dòng ngân hàng đã chạy mạnh, nếu có những cái nền tích lũy mới thì chúng ta sẽ tham gia được. Đó. Nên là chúng ta đừng có vội mà chúng ta mua lan man, và đôi khi là chúng ta nên giữ cái phần tiền đấy và chúng ta chờ những cái cổ phiếu thực sự nó xuất sắc nha, xuất sắc thì chúng ta mua, nó cái dư địa của nó sẽ tăng nhiều, chứ còn không nhất thiết lúc nào chúng ta, ví dụ chúng ta chốt được mã này mã kia xong rồi chúng ta lại chạy chúng ta mua mã khác ngay, thì nó cứ dính những cái nhịp như thế này. Anh chị thấy là cái đấy, ví dụ chúng ta vừa bán xong chúng ta lại ngày hôm nay chúng ta chạy đi mua đổi những cổ phiếu tăng tăng nóng, ví dụ tăng tăng như SSI này, trong này SSI là đã vùng phía dưới, đúng không? Đấy, đi từ vùng phía dưới đi lên, tức là những nhà đầu tư ở đây họ chỉ chờ tăng lên vùng này họ bán này, thì chúng ta lại đu vào chẳng hạn, đúng không? Mà đu vào SSI ngày hôm nay thì có thể một giai đoạn sắp tới chúng ta lại bị rủ. Đấy, trường hợp xấu là chúng ta sẽ bị rủ lại nha, bị rủ lại cổ phiếu này điều chỉnh, còn trường hợp mà tích cực thì cổ phiếu này nó cũng sẽ gọi là rung lắc tích lũy vùng này, đúng không? Để hấp thụ những cái lượng hàng kẹp phía dưới hoặc phía trên này, hoặc là hấp thụ những cái lượng hàng chốt lời của nhà đầu tư, họ từ đây họ đây họ mua từ cái vùng mà 31-32 thì bây giờ là lợi nhuận của họ cũng lại mười mấy phần trăm rồi. Đó, nó sẽ có quá trình là hấp thụ ở đây nữa, nên là chúng ta sẽ bị vướng ở đây. Đó, chúng ta vừa chốt được cổ phiếu Techcombank thì chúng ta lại chạy sang chúng ta đua về SSI chúng ta mua, đó thì là chúng ta vướng một cái nhịp ở đây. Nên là tránh cái hiệu ứng là chúng ta mua bán nhiều, chúng ta đảo hàng nhiều trong cái đoạn này, sao cũng nói với anh chị rồi, ưu tiên về cái việc chúng ta nắm giữ nó gồng lãi thôi, và quản trị về cái margin cho nó tốt rồi được. Bạn vừa qua chúng ta thấy những người lãi nhiều nhất là những người gồng lãi một cái thép ngân hàng, đúng không ạ? Cứ chạy lung tung thì không bằng người mà chúng ta cứ nằm im rồi chúng ta chờ những cổ phiếu nó tăng ban đầu chỉ tăng là 5-7% rồi lên 10-15% lên 20-25%, đúng không? Chứ còn chúng ta cứ nhảy nhót hoài mỗi ngày chúng ta đều mua bán chạy qua chạy lại cổ này cổ kia thì nó cũng không có hiệu quả hơn được. Sơn thấy là theo kinh nghiệm của Sơn là hầu như là như vậy, nhà đầu tư cứ chạy mỗi ngày mua xong rồi T3 về bán xong rồi chạy sang mã khác thì phải nói là nghìn người mới được một người là hiệu quả, còn lại là đa phần là gọi là được mã này thì lại chết mã kia, cứ vòng quay như vậy. Tại vì chúng ta lướt lát, chúng ta trading quá nhiều anh chị, chúng ta trong cái việc mà giao dịch của chúng ta không có cẩn trọng, không có nghiên cứu kỹ nha, thì rất là dễ chúng ta sai sót. Đôi khi chúng ta chỉ cần ngồi im một chỗ thôi thì cái lợi nhuận nó sẽ rất lớn, ngồi im và đồng thời là về quản trị nha, quản trị rủi ro, quản trị margin. Đấy. Tại vì sao? Tại vì anh chị thấy là thị trường nó sẽ luôn có những yếu tố bất ngờ. Như chứng khoán Mỹ chúng ta đâu có biết là chứng khoán Mỹ đang tăng đùng 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 như vậy, nhưng mà một phiên giảm từ như vậy, đó, một phiên ba phiên giảm thẳng đứng như vậy, đó, nó sẽ có những cái rủi ro mà trong thị trường. Mà nếu mà chúng ta sử dụng đòn bẩy cao thì chúng ta sẽ không có thể đòn bẩy cao, đồng thời cái quản trị rủi ro chúng ta không có chặt, thì cũng ví dụ chúng ta sẽ vướng những cái đoạn, ví dụ từ đây về đây đấy, rồi từ đây về đây thì chỉ cần 4-5 phiên như vậy cổ phiếu nó giảm, thì chúng ta lại cộng thêm cái đòn bẩy margin cao thì chúng ta rất dễ là bị áp lực tâm lý rồi chúng ta bán đứng ở những cái đáy, những cái nhịp điều chỉnh đấy, thậm chí hoặc là như cái tháng 1 này nó rất khủng khiếp này đó, thì anh chị nếu mà không có chặt chẽ về cái margin đấy thì chúng ta rất dễ hoảng và chúng ta buộc phải bán khi mà nó gãy.
Thế còn thị trường thì Sơn nhận định là vẫn một cái xu hướng nó tích cực các anh chị, tích cực vẫn là xu hướng là tăng rồi điều chỉnh rồi lại tăng, tức là vẫn đi lên và luôn có những cái yếu tố và những cổ phiếu dẫn dắt. Đấy, dòng thép bắt đầu yếu suy yếu đi, bắt đầu gặp áp lực chốt lời đấy, áp lực bán thì chúng ta thấy là vẫn còn dòng ngân hàng rất khỏe rất mạnh đúng không ạ, cũng như là đã có những cái sự lan tỏa cho trong những cái nhóm ngành khác rồi. Những cái phiên vừa qua thì chúng ta đã không còn thấy cái tình trạng như cái giai đoạn mà thị trường vừa vượt 1.200 đi lên. Ở giai đoạn này là một cái giai đoạn chúng ta thấy là xanh gõ đỏ lọc đó đấy, giai đoạn này tăng thẳng đứng lên như vậy, chúng ta thấy giai đoạn đó chỉ có giai đoạn là chỉ có cổ phiếu VIX thôi đúng không, cổ phiếu VIX này đấy mang đến lợi nhuận tốt này, cổ phiếu Novaland này đúng không, mang đến lợi nhuận tốt ta chạy tăng tốc trong cái đoạn này đúng không? Rồi cổ phiếu Masan đó. Còn lại chúng ta thấy là đều là rất là khó có lợi nhuận trong cái giai đoạn đó, là xanh vỏ hoặc đỏ lòng. Còn hiện tại chúng ta thấy là thị trường nó lan tỏa rồi đấy, nhiều cái cổ phiếu đã bị gãy nặng thì bắt đầu đã phục hồi lại, như là đặc biệt điển hình như dòng dầu khí hoặc là những cái dòng như là khu công nghiệp này kia đúng không? Mid cap rất nhiều cổ phiếu, nên là chúng ta an tâm về cái xu hướng của thị trường nha, không có việc gì mà chúng ta sợ phân phối rồi chúng ta bán sạch đấy, chúng ta đứng ngoài thì chúng ta sẽ rất khó mua lại. Rồi cổ phiếu nó vào cái giai đoạn nó tăng mà chúng ta thấy tăng mà nó chỉnh thì chỉnh nhẹ sau đó lại tăng mạnh, cứ chỉnh nhẹ rồi lại tăng mạnh như vậy thì chúng ta sẽ không có mua lại được những cái cổ phiếu chúng ta đã bán. Ưu tiên vẫn là gồng lãi nhiều hơn. Ok, đó là nội dung của cái video ngày hôm nay tôi muốn gửi đến anh chị nha, để chúng ta có một cái chiến lược chúng ta giao dịch nó chuẩn xác. Còn về cái thị trường thì nó cũng như vậy thôi. Sơn quan điểm của Sơn là những cái phiên tăng mạnh thì không phải là những cái phiên để chúng ta mua, cũng như là những cái phiên thị trường điều chỉnh thì cũng không phải là những cái phiên chúng ta bán. Ở trong giai đoạn này là phải ưu tiên về cái việc chúng ta nắm giữ danh mục, để chúng ta cơ cấu cho danh mục những cái cổ phiếu chất lượng, và cái vị thế chúng ta đã có lợi nhuận tốt thì chúng ta sẽ gồng lại và kết hợp với cái việc quản trị. Nói chung là về cái việc quản trị về margin thì nó sẽ tùy vào cái tài khoản của từng người, Sơn cũng khó nói. Anh có anh chị dùng margin cao, có anh chị dùng margin thấp, rồi có anh chị là cái danh mục thế này, anh chị danh mục thế kia. Nhìn chung là có những cổ phiếu đã tăng nóng như chạy nước rút tăng mạnh như dòng thép đoạn vừa qua, hoặc là những cái chỉ là những cái đoạn những cổ phiếu vẫn đang là trong quá trình tích lũy thôi, thì mỗi cái chiến lược như vậy thì phải tùy vào vị thế, tùy cái danh mục, cũng khó mà chia sẻ ở đây. Chỉ là nói anh chị là chúng ta nhắc anh chị là đòn bẩy thì chúng ta phải đấy. Về margin là chúng ta sẽ luôn ưu tiên dùng để khi thị trường xanh mạnh, để khi cổ phiếu chúng ta lại có lợi nhuận tốt thì chúng ta sẽ ưu tiên hạ dần cái tỷ trọng margin, để đến khi thị trường điều chỉnh chúng ta sẽ có những cái sức mua để chúng ta mua, và thứ hai chúng ta sẽ không có bị áp lực về margin để mà chúng ta hoãn chúng ta bán những cái vùng giá thấp đó. Chỉ đơn giản là cái công thức như vậy thôi, thì nó sẽ Sơn đã áp dụng nó rất thành công rất tốt, thì chia sẻ với anh chị như vậy thì anh chị có thể áp dụng cho cái tài khoản của anh chị. Còn những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu nào nó dẫn dắt thì Sơn cũng đã nói ra rất là chi tiết, rất là đầy đủ rồi. Chúng ta sẽ chờ những cái nhịp, nếu mà có cổ phiếu nào nó có những cái vùng mà nó chúng ta chú ý được, có thể tham gia được thì Sơn sẽ báo với anh chị thôi. Nhìn chung đoạn này nó sẽ không có nhiều đâu, tại vì thị trường nó đi lên một loạt luôn đấy, không không có nhiều những cái điểm mà chúng ta mua mới đâu, chỉ có vài cổ phiếu thì Sơn cũng có nói và nhìn chúng ta rất ít, còn đoạn trước là nó nhiều, đoạn trước rất nhiều cái cơ hội. Nên đoạn này nếu mà chúng ta chưa có cổ phiếu là chúng ta sẽ khó mua nha. Anh chị nào mà đang full tiền á, chưa cổ phiếu sẽ rất khó mua đó. Mua thì sợ là sợ thị trường nó còn giảm nữa, mà không mua thì cứ thấy cổ phiếu nó tăng sẽ rất khó chịu. Đoạn này là chúng ta sẽ làm sao chúng ta phải đi đánh đúng cái nhịp của thị trường nó còn đi lên thì không bao giờ chúng ta bán ra thoát khe đứng ngoài. Đấy, đứng ngoài full tiền nó khó mua lại anh chị. Ok, đó là cái nội dung của cái video ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị đã theo dõi nha. Anh chị có
Thấy video hay hữu ích thì like, chia sẻ giúp sơ. Hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo.